Bảo Phát xin chào tất cả cô chú quý anh chị. Tối hôm nay Bảo Phát có một căn nhà ở tại khu phố 2, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai cần bán gấp. Thì đây là con đường chính đi vào, là con đường này 5m. Rất là rộng rãi, xe tải xe hơi vào được tầng nhà. Thì phía trước là một cái căn nhà Bảo Phát cần giới thiệu cho quý anh chị đây ha. Một căn nhà rất là đẹp luôn. Phía trước có hàng cổng rào bốn cánh. Nhà này thì xe Kia Morning chạy vào được nè. Cái sân này có thể đậu được xe tại xe con nhỏ à. Đây là cái phía trước của cái sân nhà. Thì phía trước sân đang để bộ bàn ghế đá, có cái quạt trần luôn, để cho khách tới chơi hay gì đó ngồi bên ngoài thì cũng rất là mát ha. Thì cái nhà thì rất là còn mới mẻ luôn. Diện tích của căn nhà ngang 5, dài 18. Nhà vuông vức bao đẹp luôn. Xung quanh cũng trồng có những cái cây kiểng rất là đẹp. Nhà thì cửa da gỗ, rất là đẹp, bốn cánh. Đặc biệt hơn, chủ nhà sẽ tặng tất cả những cái nội thất bên trong cái căn nhà này cho tất cả cô chú anh chị khi mà mua căn nhà này ha. Thì Bảo Phát sẽ tiến vào bên trong căn nhà để cùng quay sơ toàn bộ nội thất bên trong căn nhà, cũng như là cái không gian bố trí bên trong cái diện tích của căn nhà này ha. Thì nhà thì gồm có một cái gác lửng. Bên dưới thì có một phòng ngủ, và ở trên lầu gác lửng là hai phòng ngủ. Thì nhà được bố trí toàn bộ tất cả các thiết bị bên trong, toàn bộ là bằng gỗ hết, rất là nhiều loại gỗ xịn sò luôn, ngay cả bàn ghế cũng là bằng gỗ rất là xịn sò ha. Thì các bên xung quanh bức tường thì bức tường thì cũng được làm những cái bức tranh 3D rất là đẹp. Đây là cái bộ ghế. Bộ ghế này chủ nhà sẽ tặng hết tất cả nội thất này bên trong gia đình cho chúng ta. Thì những nội thất mà chủ nhà tặng bao gồm là tivi nè, là 22 cái nè, máy lạnh là có 2 cái nè, rồi tủ lạnh nè, rồi máy giặt nè, đó rất là nhiều thứ. Thì máy nước uống nè, nước uống nóng lạnh nè. Đây là cái sân bảo an quay từ cái sân ngó ra bên ngoài ha. Thì diện tích là căn nhà rất là rộng luôn. Đây là cái hướng cầu thang đi lên cái vị trí của cái gác lửng. Và nhà thì có tổng thể là có một cái sân để xe, rồi một phòng khách cũng như một gác lửng, một phòng thờ, một không gian bếp. Không gian bếp cũng thiết kế rất là rộng rãi, và bếp thì được thiết kế hệ thống bếp âm tường, rồi có hệ thống hút khói rất là hiện đại và sang trọng. Cửa là tủ lạnh thì bốn cánh, rất là sang trọng luôn. Đây là cái phòng ngủ. Phòng ngủ thì có một cái máy lạnh nè, một cái tivi nè, tủ gỗ nè, rồi giường gỗ luôn, chủ nhà tặng hết cho chúng ta. Và phía sau thì có một cái không gian, đó là không gian nhà vệ sinh, rồi một cái không gian ở phía sau là cái giếng trời để phơi đồ luôn ha. Rất là thông thoáng, thoáng mát luôn. Đây quý anh chị ơi, căn nhà rất là đẹp ha. Rồi nó từ bên trong ra đây. Đó, phía trước là cái hiên nhà. Bây giờ Bảo Phát sẽ đi lên lầu quay cận cảnh chi tiết hơn của cái không gian bố trí của cái không gian gác lửng không. Thì cái cây tây vịnh cầu thang thì được làm bằng gỗ nè, rất là xịn sò. Nhà thì mới xây trong vòng 1 năm thôi. Nhà trên này thì có hai cái phòng ngủ nè, hai phòng ngủ rất là đẹp luôn. Toàn bộ tất cả các hệ thống cửa thì làm thiết kế da gỗ hết. Trên nhà lát gác lửng thì có một cái nhà không gian nhà vệ sinh, và đây là cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai đây được làm trang trí cũng rất là rộng rãi luôn. Đó, có giường gỗ, tất cả giường gỗ luôn nha. Đặc biệt chủ nhà tặng cho mình một cái tủ két sắt nữa nha. Két sắt là rất là nặng hơn tạ đó. Đây là cái phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này rất là rộng luôn. Đó, có tủ gỗ. Ba phòng này đều có cái tủ gỗ hết và giường gỗ hết. Chủ nhà tặng full nội thất cho chúng ta, không có mang đi bất cứ một cái thứ gì hết. Đây là cái không gian của vị trí bàn thờ. Bàn thờ tủ cũng làm bằng gỗ xịn sò luôn đó. Rất là đẹp luôn, phải nói là cái chủ nhà này là bán căn nhà này, phải nói là anh chị nào mà sở hữu được căn nhà này thấy quá đẹp. Đang bán gấp trong tuần thôi nha. Căn nhà này lưu ý mọi người là bán gấp trong tuần đó. Và vì bởi căn nhà này nó vừa đẹp mà vừa rẻ nữa, cho nên là rất nhiều chủ đầu tư cũng như là nhiều người cũng mong muốn tìm cho mình một cái căn nhà đẹp mà giá rẻ phù hợp. Cho nên là quý anh chị mình khi mà xem được qua cái video này á, thì quý anh chị mình cố gắng mình liên hệ cho Bảo Phát để đến xem cái căn nhà này, ưng ý mình đặt cọc mình mua luôn, chốt nhanh luôn. Bởi vì nhà này quá đẹp nha, mà vừa rẻ nữa. Và đặc biệt hơn đó là cái khu vực ở Long Bình á,
phường Long Bình, khu phố 2 á, hiếm khi nào mà Bảo Phát gặp được một cái căn nhà như thế này mà chủ nhà bán với cái giá rẻ này, giấy tờ pháp lý rất là rõ ràng luôn đó, rất rõ ràng. Và đặc biệt hơn đó là vợ chồng của chủ nhà này rất là vui tính, hòa đồng, thân thiện nữa, mua nhanh bán lẹ luôn đó. Giá sát chủ là 2 tỷ trọn, bớt lọc thương lượng cho mọi người ha, bớt lọc thôi đó, là nhanh gọn lẹ. Quý anh chị mình xem qua video lại rồi nhanh tay liên hệ cho Bảo Phát nha. Bảo Phát sẽ kết thúc video ở đây.